Bạch Thế Tôn, làm thế nào Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa quán tất cả pháp đều không vô sở hữu? Phật dạy: Thiện hiện các Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa quán pháp nội không, không của các pháp nội tại, tánh của pháp nội không bất khả đắc, quán pháp ngoại không, không của các pháp ngoại tại, tánh của pháp ngoại không bất khả đắc, quán pháp nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, tánh của pháp nội ngoại không bất khả đắc, quán pháp đại không không lớn, tánh của pháp đại không bất khả đắc, quán pháp không không, không của không, tánh của pháp không không bất khả đắc, quán pháp thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, tánh của pháp thắng nghĩa không bất khả đắc, quán pháp hữu vi không, không của các pháp hữu vi, tánh của pháp hữu vi không bất khả đắc, quán pháp vô vi không, không của các pháp vô vi, tánh của pháp vô vi không bất khả đắc, quán pháp tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, tánh của pháp tất cánh không bất khả đắc, quán pháp vô tế không, không không biên tế, tánh của pháp vô tế không bất khả đắc, quán pháp vô tán không, không của sự không phân tán, tánh của pháp vô tán không bất khả đắc, quán pháp bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tánh của pháp bản tính không bất khả đắc, quán pháp tướng không, tánh của pháp tướng không bất khả đắc, quán pháp nhất thiết pháp không, không của vạn pháp